sức tàn phá của bão số 9. Cây cổ thụ cũng ngã nghiêng ngã ngửa hàng loạt. Ngại trời trơn hết không? Dọc đường đây là cây ngã trời trơn. Đây là thiệt hại do bão số 9 gây ra đây. Mấy cái quán, mấy cái nhà mà làm bằng tôn, bằng khung thép là vắng hết. Đây có mấy cái quán này người ta lại sửa chữa lại rồi nè. Đó, đây tua hết á, máy là rách hết. Nguyên cái căn nhà đây là cháy luôn, sập luôn, dọc đây là tan thành luôn, sơ sạch lá hết, đây tua tơi tả luôn. Bão số 9 gây thiệt hại rất là nặng nề. Chưa có cái cơn bão nào mà gây thiệt hại lớn như cơn bão số 9 năm nay. Dọc đường ven bờ kè sông Trà Khúc đó quý vị và các bạn, bão số 9 đã gây thiệt hại cho nhiều người. Đây là các hộ kinh doanh buôn bán quán ẩm thực ăn uống đó. Cái này là cái mái nhà này là nó lệch ngược lên luôn, ở dưới lên trên luôn, mặt dưới trở thành mặt trên luôn đó. Thấy sức tàn phá của bão số 9 nha quý vị và các bạn, thấy chưa, thật là khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng. Quán Bà Tì Tô gãy từ A tới Z luôn, thiệt hại rất là lớn. Quán nào mà càng làm càng đẹp thì nó càng gãy càng nhiều. Ở đây là bờ kè sông Trà Khúc quý vị và các bạn, sông Trà Khúc của tỉnh Quảng Ngãi. Cái nhà đây là sập luôn, chặt bẹp xuống luôn rồi, nằm liệt xuống dưới đất luôn rồi. Không còn gì hết. Cây cổ thụ cũng ngã. Sông Trà Khúc 3 đó quý vị, cầu Thạch Bích, lên trên cầu được quay ngược lại chỗ kia, lên trên cầu được quay ngược lại qua là nữa trên dọc.
Ở đây là hàng trụ điện bị ngã đổ do bão số 9 nè. Em, quý vị và các bạn thấy chưa? Đây, trụ điện mà cũng ngã đổ như thế này nè. Xuống luôn.